Chào mừng quý thính giả đến với truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê. Audio kỳ này, Lê Duyên xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cây bút nữ đứng trong danh sách những người nổi tiếng và đứng thứ 846 trong danh sách tiểu thuyết gia nổi tiếng trên thế giới. Đó là tiểu thuyết gia Janet Daly. Janet Daly sinh ngày 21 tháng 5 năm 1944 tại bang Iowa, Mỹ. Tên đầy đủ là Janet Ann Harrodon Daly, là tác giả của nhiều tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng người Mỹ. Daly vừa là một tiểu thuyết gia, vừa là doanh nhân thành đạt. Tiểu thuyết của Daly đã được dịch sang 19 thứ tiếng khác nhau và đã phát hành được 300 triệu bản trên toàn thế giới. Trong tiểu thuyết của bà, độc giả có thể nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ, người anh hùng Mỹ, lịch sử. Bà đã đem sự lãng mạn của phương Tây đặt vào trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của bà. Bà đã viết tổng cộng 57 tiểu thuyết của Harlequin. Bà đã đạt kỷ lục Guinness Book of World Records. Đến năm 1998, tiểu thuyết Harlequin đã được tổng cộng 80 triệu bản. Trong thời gian sáng tác sung mãn nhất, Daly đã đặt ra mục tiêu một ngày viết được 15 trang. Một số tiểu thuyết đầu tay của bà trong Harlequin chỉ mất 8 ngày để hoàn thành. Cuốn tiểu thuyết Foxfight Live của bà đã được chuyển thể thành phim. Năm 1993, bà đã lập nên giải thưởng The Janet Daly để trao giải thưởng $5,000 hàng năm cho các tiểu thuyết gia lãng mạn có tác phẩm xuất sắc về đề tài xã hội. Janet Daly qua đời ngày 14 tháng 12 năm 2013 tại nhà riêng ở Branson do biến chứng của ca phẫu thuật tim từ trước. Tác phẩm Chị Em Thù Hận xoay quanh câu chuyện hai thiếu nữ xinh đẹp, giống hệt nhau như hai giọt nước, đã bất ngờ gặp nhau bên mộ huyệt của người cha. Abby Lawson, con của người vợ chính thức, được nuôi dưỡng trong nhung lụa xa hoa, và Rachel Farr, con bà ngoại hôn. Đó là đứa con của tình yêu giữa Dee Lawson và Carlyle, một nữ họa sĩ bốc lửa, đã có một cuộc sống thanh bạch và cô đơn. Cái chết của người cha đã làm bùng nổ cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hai chị em, mà sự được thua không gì hơn là tất cả những huy hoàng của miền Texas. Các dùng giếng dầu, các trang trại nuôi ngựa giống Ả Rập và những người đàn ông đặc biệt khác thường đã yêu hai người phụ nữ này lẽ ra phải là những người bạn tốt nhất. Thay vì vậy, họ lại kẹt vào một cuộc tranh chấp dai dẳng để chứng minh xem ai là kẻ được cha yêu thương nhiều nhất và là người được thừa hưởng di sản của cha. Sự phức tạp của mối liên hệ giữa hai chị em cùng cha khác mẹ đã mê hoặc người đọc. Tác giả đã xây dựng một cốt truyện có mục tiêu và đầy kịch tính. Cuốn tiểu thuyết Chị Em Thù Hận đã được tờ New York Times liệt vào bảng kê các tiểu thuyết bán chạy nhất trong 4 tháng liền năm 1988 tại Hoa Kỳ. Và bây giờ, Lê Duyên xin mời quý vị thưởng thức một trong những tiểu thuyết nổi tiếng của bà. Tác phẩm Chị Em Thù Hận. Harris. Tác giả Janet Daly. Dịch giả Văn Hòa. Tập 1, chương 1. Ánh nắng xuyên qua tàn lá dày của các cây sồi có cành đang vào nhau, in lớm đớm lên tượng đài bằng cẩm thạch đánh dấu mộ địa của dòng họ Lawson chiếm một góc nghĩa trang Houston. Tượng đài có hình bốn góc, càng lên cao càng nhỏ dần và kết thúc bằng hình tháp, đã được dựng lên cách đây 100 năm để canh chừng các ngôi mộ của những người đầu tiên thuộc dòng họ Lawson chôn cất ở Texas. Và để tưởng niệm những người khác của dòng họ này đã bỏ mình xa cố hương miền Đông Texas trong khi hãnh diện phục vụ liên minh miền Nam. Một lần nữa, người đi đưa đám lại tập hợp trước mộ huyệt mới đào
để tiếp nhận thi hài một người khác của dòng họ Lawson, ông Robert Dean Lawson con, mà mọi người thường quen gọi là Dean. Cái làm Abby đau lòng nhất là cái chết đột ngột của cha nàng. Một tai nạn, cảnh sát đã bảo vậy. Ông lái xe quá nhanh và lật xe ở một khúc quẹo. Thật mỉa mai, ông đang trên đường từ phi cảng về nhà, sau một chuyến đi Los Angeles vì công việc. Chết liền tại chỗ, người ta đã bảo Abby vậy. Như thế điều đó làm cho cái chết của ông dễ chấp nhận hơn. Không dễ hơn chút nào. Sự đau đớn, tiếc thương là do ở chỗ không có được cơ hội nói gì với ông một lần chót. Nói với ông là nàng yêu thương ông biết bao nhiêu. Và có lẽ, chỉ có lẽ mà thôi, được nghe ông nói rằng ông thương yêu nàng. Nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn, trẻ con, nhưng đó là sự thật. Nàng đã 27 tuổi, nhưng chưa hết là cô bé cần biết được cha yêu. Dù nàng đã cố gắng tỏ ra gần gũi với cha, nhưng hình như luôn luôn có một sự ngăn cách giữa hai cha con, một bức tường vẫn chưa đổ sau nhiều năm công phá. Buồn rầu, tê tái, Abby rời mắt khỏi chiếc quan tài đựng xác cha nàng, đã phủ một lớp hoa hồng màu vàng của miền Texas. Lướt nhìn qua đám đông đang dây quanh mộ huyệt để dự lễ tang. Phải thừa nhận rằng, số người đi đưa đám không đông như trong đám tang của ông nội nàng cách đây 19 năm. Hồi đó, ngay cả vị thống đốc cũng đi đưa đám. Người ta đã trông đợi việc đó. Ông nội của nàng, Robert Dean Lawson, là một trong những người đi tiên phong trong kỹ nghệ dầu hỏa. Ông là người gây dựng lại tài sản của dòng họ đã gần như kiệt quệ trong các năm khủng khiếp của chương trình tái thiết sau cuộc nội chiến. Táo bạo, tinh khôn và rất tự tin, đó là những đức tính của ông nội mà Abby còn nhớ, dù nàng mới 8 tuổi, còn là một đứa bé khi ông qua đời. Theo lời người ta kể lại, ông là một con người đặc sắc và quyến rũ, đôi khi tàn nhẫn trong việc chiếm đoạt cho kỳ được cái gì ông mong muốn. Trong thời sơ khai của ngành dầu hỏa, đôi khi người ta phải vậy. Nhưng dòng họ Lawson không phải là triệu phú do dầu hỏa. Mỗi khi có ai nói bóng gió với Abby như vậy, tên rửa tội của nàng là Abigail Louise Lawson, đặt theo tên bà cố của nàng. Nàng thích mượn câu nói nổi tiếng của ông nội để đáp. Không phải do dầu hỏa cưng ạ, gia đình tôi làm giàu nhờ bùn. Và nàng cười khi thấy nét mặt họ sửng sốt. Rồi nàng mới giải thích rằng bùn là tên gọi các dung dịch dùng trong công việc khoan giếng dầu, được bơm vào giếng để làm mềm đất và dễ khoan, để cuốn đi các mảnh vụn và duy trì sức ép ngăn chặn giếng nổ. Trong buổi đầu còn dùng mũi khoan quay tròn ở các giếng dầu, người ta bơm vào giếng một hỗn hợp đất sét và nước, tức là bùn. Về sau, người ta trộn thêm vào chất baryt và bentonite cho dung dịch nặng hơn. Vào những năm 20 của thế kỷ 20, sau khi làm việc trên các khu dầu hỏa phát triển mạnh ở Texas, R.D. Lawson đã tìm ra một công thức riêng của ông để làm thứ bùn ấy và đích thân đưa ra bán ở thị trường qua một công ty do ông sáng lập và cuối cùng trở thành một công ty lớn có số vốn hàng triệu đô la. Sau khi ông nội chết và cha nàng bán lại công ty cho người khác, vai trò của dòng họ Lawson ở Houston thay đổi rất nhiều. Họ không còn là thành viên của kỹ nghệ dầu hỏa rộng lớn, không còn cơ sở quyền lực là công ty. Họ có rất ít ảnh hưởng đối với cộng đồng dầu hỏa, chỉ thông qua các người công tác với R.D. trước đây đã trở thành những bạn thân lâu đời của gia đình. Nhưng họ vẫn còn là thành phần quan trọng trong xã hội thượng lưu của Houston. Nhờ giàu có và thừa kế một dòng họ tên tuổi, điều này chứng tỏ bởi số người có danh vọng và quyền thế của vùng Texas có mặt trong lễ tang. Trong khi điểm qua các gương mặt quen thân, Abby lấy làm lạ sao người ta để ý đến những chuyện như vậy trong một lúc như thế này. Làm như người sống cần có sự xác nhận địa vị quan trọng của người thân của mình đã chết. Một sự xác nhận chỉ đo được bằng số người có quyền thế đến dự tang lễ. Thoáng ghi nhận một cử động về một bên mắt mình, do mẹ nàng đang đưa một khăn tay bằng ren màu trắng lên thấm nước mắt dưới mạng che mặt dính ở mũ bà. Abby bắt đầu quay qua phía mẹ. Hầu như liền đó, nàng để ý thấy người phụ nữ trẻ đứng gần tượng đài. Người ấy có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ, làm Abby phải nhìn lại một lần thứ hai. Nàng sững sờ nhìn chăm chăm vào cô ta, mặt biến sắc. Sự giống nhau thật kỳ quái. Nào,
Chúng ta hãy đọc kinh cầu nguyện. Ông mục sư lên tiếng, đầu cúi gằm xuống, trong khi đứng trước quan tài đóng kín. Lạy Chúa, chúng con đã họp mặt hôm nay ở đây để đưa thân xác kẻ tôi tới Chúa là Dean Lawson, chồng và cha thân yêu, về nơi an nghỉ. Abdi nghe tiếng ông mục sư kêu gọi đọc kinh, nhưng lời nói của ông không lọt vào tai nàng. Nàng quá sửng sốt vì thấy người phụ nữ ấy trong đám đông. Không thể có được, không thể có. Nàng nghĩ quảng và cố giữ cho khỏi rùng mình vì thấy lạnh ở xương sống. Người phụ nữ đang đứng, đầu hơi cúi xuống, thì một ngọn gió mát lay động mái tóc bóng loáng màu hạt dẻ của cô ta, cũng một màu như tóc của Abby, nhưng màu mắt của cô ta mới là điểm khiến Abby bủng rủng cả người. Cặp mắt ấy màu xanh dương sáng chói, thâm thẳm như đáy biển, cùng một màu sắc tươi sáng như mắt nàng, màu xanh của dòng họ Lawson. Ông nội nàng đã đặt tên cho nó và khoe rằng nó có nghĩa là mắt họ, xanh hơn một loại mũ xanh của vùng Texas. Abby có cảm tưởng rõ rệt là nàng đang nhìn vào một tấm gương soi không trung thực lắm và thấy hình ảnh hơi lệch lạc của bản thân nàng. Cảm giác ấy thật là kỳ. Bất giác, nàng đưa một tay lên sờ tóc để xem thử mái tóc của nàng có còn vuốt sát về đằng sau và xoắn lại theo kiểu Pháp, chứ không phải xõa xuống vai như của người phụ nữ đứng bên kia con đường. Cô ta là ai? Với câu hỏi lẫn dẫn trong đầu, Abby cúi sát xuống Bebedik Shablonsky, người quản lý trại nuôi ngựa giống Ả Rập ở Riverbend, gia trang của dòng họ Lawson về phía tây nam Houston. Nàng chưa kịp hỏi ông về người phụ nữ giống hệt nàng, thì một loạt tiếng Amen đồng thanh vang lên, đánh dấu sự chấm dứt lễ hạ nguyệt. Và đám đông người đi đưa đám trước đó đứng yên, bây giờ bắt đầu cử động. Người phụ nữ kia mất hút. Giây phút trước cô ta còn đó, giây phút sau đã biến mất. Đi đâu? Làm sao cô ta có thể biến đi nhanh vậy? Cô ta là ai? Khi ông mục sư đến gần các ghế của họ ngồi, mẹ nàng đứng dậy, tấm màn che mặt đen che đôi mắt nhòa lệ. Abby đứng lên cạnh bà. Nàng luôn luôn cảm thấy muốn che chở cho người mẹ mảnh dẻ như cây sậy, tên là Bob Lawson. Giống như cha nàng, từ khi còn nhỏ, Abby đã tập thói quen giấu không cho mẹ biết những điều gì không vui. Bà không đủ sức đối phó với bất cứ vấn đề gì. Thà bà nhìn lãng đi phía khác và giả tản như không có vấn đề gì, như thể các vấn đề từ chúng sẽ biến mất. Abby thì không vậy. Nàng thích đương đầu với các tình huống hơn và thông thường bậm môi dẫn đường tiến tới. Phần lớn do tính kiêu hãnh và ngoan cố của dòng họ Lawson truyền lại khá nhiều cho nàng. Cũng như lúc này, nàng không xua đuổi được hình ảnh người phụ nữ ấy ra khỏi trí óc. Nàng cứ đưa mắt lướt qua các khuôn mặt đang loanh quanh bên mộ huyệt, quyết tâm tìm cho kỳ được người phụ nữ giống nàng quá đổi. Trong khi nghe loáng thoáng ông mục sư nói mấy lời chia buồn với mẹ nàng, cô ta ắt vẫn còn quanh đây. Bất giác, nàng quay lại Jablonski để cầu cứu ông ta. Như suốt đời nàng đã hay làm vậy, ông ta mặc một bộ đồ vải tuyết cũng lâu đời như ông, tay cầm cái mũ cách khác có dành nhỏ, mái tóc rậm muối tiêu thường ngày rối bù của ông hôm nay được chải láng. Tuổi già đã mang lại những nét nhăn trên mặt ông và làm phai màu tóc đen của ông, nhưng không làm giảm bớt ấn tượng ông là một thành trì vững chắc. Không một điều gì có thể làm ông nao núng. Điều đó không đáng ngạc nhiên chút nào. Nếu xét đến những sự việc ông đã trải qua trong đại chiến thứ hai ở xứ Ba Lan bị Đức chiếm đóng. Lúc này, đứng bên cạnh con người chắc chắn của ông, Abby nhớ lại, nàng đã từng nói rằng ở nơi ông, cái gì cũng dung dứt. Cái hàm, cái cầm, đôi vai và bộ điệu của ông. Tuy nhiên, Ben đã có ảnh hưởng điều hòa đến đời sống của nàng. Khi còn nhỏ, hễ có chuyện gì cần hỏi, nàng tìm tới ông. Là một người trịnh trọng ít khi mỉm cười, ông nhìn nàng một chút để đọc ý nghĩa của nàng qua bộ dạng của nàng, giống như nàng đã từng thấy ông làm thế nhiều lần với một con ngựa con Ả Rập thuần chủng của ông đang dạy. Có chuyện gì không ổn vậy? Ông nói bằng giọng cổ và có âm điệu của xứ Ba Lan. Hồi nãy có một người đàn bà đứng cạnh về phía tượng đài, ông có thấy không? Không. Ông đáp và đưa mắt nhìn về phía tượng đài. Ai vậy? Tôi không biết. Abby đáp và cau mày nhìn lướt qua mặt các người đang đi loanh quanh. Nàng vô tình đưa tay vuốt eo để kín đáo
giúp cho thẳng chiếc áo đen kiểu của Chanel, bằng nhiễu Trung Quốc mịn màng như lụa, nhất quyết tìm cho kỳ được người phụ nữ ấy. Nàng quay lại nói với Ben. Ông ở cạnh mẹ tôi giùm nhé, Ben. Được. Không chờ Nga đáp, nàng lan loại đi giữa những người dây quanh mộ huyệt. Dừng lại một câu nói với người này, bắt tay người kia chia buồn với nàng. Gật đầu, mỉm cười, lẩm bẩm mấy tiếng thích hợp. Không ngừng đưa mắt tìm người phụ nữ đã thoáng nhìn thấy. Đúng lúc sắp sửa cho rằng người phụ nữ ấy đã rời nghĩa trang, thì Abby nhìn thấy cô ta đứng ở ngoài rìa đám đông. Nàng lại bàng hoàng vì sự giống nhau lạ lùng giữa họ. Đứng bên cạnh cô ta là bà Mary Jo Anderson, có mái tóc hoa râm, thư ký riêng lâu đời của cha nàng. Một tay bà ta đã gần như điều hành toàn bộ công việc ít ỏi ở văn phòng luật sư của cha nàng. Sửng sốt và bối rối, Abby nhìn hai người. Mary Jo đang làm gì với cô ấy? Bà có biết cô ta không? Mấy ngón tay nắm cánh tay nàng và một giọng nói đàn ông trầm trầm cất lên từ một ai đó đứng gần. Cô lo sức, cô không việc gì chứ? Cái gì? Nàng quay lại nhìn ngẩn ngơ người đàn ông cao lớn, tóc đen đang nắm cánh tay nàng. Tôi hỏi, cô không việc gì chứ? Miệng ông hơi nhếch lên để lộ một nụ cười mỉm vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng, nhưng cặp mắt ông thì nheo lại và nhìn nàng quan sát một cách tinh tế. Tôi khỏe, nàng đáp, cố dương ra khỏi tình trạng đản trí. Trong khi nhìn sững những nét mặt sắc sảo của ông mà nàng thấy hình như quen thuộc. Sực nhớ đến người phụ nữ, nàng ngoái lại nhìn để tìm cô ấy. Người đàn ông vòng cánh tay sau lưng nàng để đỡ nàng. Tốt hơn cô nên ngồi. Ông bắt đầu dìu nàng đi về hướng ngược lại. Abby trân mình cứng lại. Tôi đã bảo ông tôi khỏe. Nhưng nàng vẫn bị đưa tới một cái ghế xếp cạnh đó. Nàng nhất quyết đứng yên, không chịu cho ông kéo nàng ngồi xuống. Nàng lặp lại. Tôi cảm thấy khỏe. Người đàn ông nghiêng đầu qua một bên, bỏ tay ra khỏi người nàng và nhìn nàng với vẻ không tin. Trông cô không được khỏe. Thực sự mà nói, cô Lawson ạ, một phút trước đây cô như người chết rồi. Vì lời nói thẳng của ông, hơn là vì nàng vừa thấy Mary Jo Anderson rời bước một mình khỏi mộ huyệt. Tưởng mình học được cách giấu kỹ cảm xúc của mình từ nhiều năm nay, có lẽ nàng chưa đạt, hay có lẽ ông ta quan sát giỏi hơn đa số các người khác. Dù là trường hợp nào, Abby cũng cố gắng che đậy phản ứng vừa qua của nàng. Có lẽ do trời nóng quá. Nóng thật, ông gật đầu công nhận, nhưng Abby nghĩ rằng ông không tin lý do là trời chiều nay oi bức. Mắt ông thông thả lướt qua mặt nàng có vẻ đang dò xét và tinh tế, khiến nàng có cảm nghĩ đã gặp ông rồi ở đâu đó. Và lần đó, ông cũng quan sát nàng kỹ lưỡng như vậy. Tuy vậy, tôi không có việc gì, dù sao, cảm ơn ông đã quan tâm. Nàng ngừng nói và không nhớ tên ông là gì. Tên tôi là Wilder, Macri Wilder. Cái tên không có một âm vang quen thuộc gì với nàng và ông hình như cảm biết điều đó. Chúng ta đã gặp nhau ngắn ngủi vào mùa xuân vừa rồi, trong văn phòng của thân phụ cô. Mọi ký ức, Abby sực nhớ lại hình ảnh ông ta ngồi choáng gần hết chiếc ghế bàn to bọc da trong văn phòng của cha nàng. Vẻ bực bội thoáng qua trên mặt ông khi nàng ập vào phòng không báo trước, làm cuộc họp giữa cha nàng và ông bị gián đoạn. Và cả cái dáng điệu của ông ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn nàng quan sát, trong khi ngón tay trỏ đưa lên vuốt qua vuốt lại bộ ria mép và môi trên của ông. Chiều hôm đó, ông mặc một cái áo sơ mi kaki, tay áo xắn lên và cổ áo để hở, lộ ra một mớ lông ngực loáng thoáng. Nàng nhớ các bắp thịt ở hai tay ông cùng cuộn như dây chảo, nước da màu đồng láng bóng và bề rộng của hai vai. Nhưng cũng còn một điểm mà nàng đã quên. Nàng hít vào một hơi và vô tình hít mùi xà hương của nước hoa cologne của ông. Dầu quả. Trong mùi thơm thuốc ống điếu của cha nàng đã có trộn lẫn mùi các giếng dầu. Có phải ông đã bàn về thứ đó với cha tôi? Một cách gián tiếp, cô nhớ là hân hạnh cho tôi lắm. Thật không? Ông ta không có vẻ thuộc loại người bị ảnh hưởng bởi lời khen chê. Ai lại không hân hạnh khi được một người đẹp nhớ đến sau một lần gặp ngẫu nhiên? Tôi có thể kể tên một số. Abby không bị lầm về vẻ duyên dáng ngọt ngào của ông ta,
cũng như không bị lầm về các bắp thịt rắn chắc của ông ta. Thông thường, nàng đánh giá người khác khá đúng. Chẳng hạn như người chồng cũ của cô, phải không? Abby vô tình đưa tay che ngón tay trái đeo nhẫn của nàng. Không có mang gì cả. Ngón ấy không còn đeo hai khoen nhẫn dính vào nhau bằng bạch kim, nằm một viên ngọc sapphire Baccara viền kim cương. Đúng chiếc nhẫn do nàng đã chọn ở cửa hiệu Tiffany sau khi Christopher John cùng nàng ăn điểm tâm rất lãng mạn bên ngoài cửa hàng nằm ở đại lộ 5 của New York. Cách đây 10 tháng, nàng đã quăng chiếc nhẫn ấy vào mặt anh ta và thấy nó rơi xuống sàn bể ra từng mảnh, giống như cuộc hôn nhân bất hạnh của họ đã kéo dài được 6 năm. Ngay chiều hôm đó, nàng đã bỏ ra khỏi ngôi nhà của họ ở đường Lizzie Lane, trong khu cây sồi ở bờ sông Houston, để trở về nhà cha mẹ ở Riverbend và lấy lại tên con gái của nàng. Trong đời nàng, nàng hối tiếc nhiều thứ, nhưng sự chấm dứt của hôn nhân của nàng không có trong những thứ đó. Tuy nhiên, nàng giận vì ông đã xen vào đời tư của nàng. Nàng đáp với vẻ hơi thách thức. Ông có vẻ biết nhiều về tôi, ông quá đứa. Theo tôi nhớ, hôm đó cô rốt cuộc đã nắm trong tay tờ án lệnh ly hôn và muốn ăn mừng. Đàn ông làm sao quên được một phụ nữ trẻ, giáo vẫn lạ lùng, loan báo mình đang rảnh. Cho đến bây giờ nàng đã quên bản lý do nàng ập vào văn phòng của cha nàng hôm đó. Nàng nói, giọng dịu bớt. Ông nhớ kia à, tôi rất hân hạnh. Thật không? Nàng nhìn ông, chú ý hơn trước, vì ngạc nhiên trước sự nhanh nhẩu của ông, đã dùng lại đúng những tiếng ông nói với nàng. Lần đầu tiên, từ khi nàng được tin cha nàng chết, một phần của con người nàng dường như sống lại, nhưng chỉ trong chốc lát ngắn ngủi. Nàng không tránh khỏi được sự cần phải giữ gìn trong dịp này, nhất là khi quan tài của cha nàng còn chưa lấp đất, và khí trời oi bức còn ngào ngạt mùi thơm của hoa hồng. Macri liếc nhìn chiếc quan tài cẩn đồng. Tôi thành thật chia buồn với cô về cái chết của thân phụ cô. Abby tiếc thầm họ đã trở lại với các câu nói khách sáo. Và trả lời cũng khách sáo không kém. Cảm ơn ông và cảm ơn ông đã tỏ ra quan tâm. Lúc ông ta bỏ đi, nàng cảm thấy ngay sự vắng mặt của ông, nhưng nàng không có dịp suy nghĩ lâu về việc đó. Một người khác đang chờ để nói lời chia buồn với nàng, và Abby lại bắt đầu đi loanh quanh, mắt đảo qua đảo lại, để tìm người phụ nữ mà nàng đã tự hỏi là ai. Rachel Farr. Rachel Farr quan sát nàng từ xa, để ý thấy vẻ duyên dáng và tự tin của nàng khi len lỏi qua đám đông. Đúng là nhờ cái áo dài đen đơn sơ ấy, Rachel nghĩ, cái áo ấy tuy đơn sơ mà lịch sự, với những viền sa tanh đen ở cổ tay, ở chỗ xẻ bên trên váy và cổ áo, hay là có lẽ nhờ kiểu làm tóc của nàng chải vuốt hết lên và cuộn lại theo kiểu Pháp, trong kiểu cách và gọn gàng. Ác hẳn nàng không bị khổ sở bởi cái nóng và ẩm ướt như Rachel. Áo nàng không dán vào da và tóc nàng không ướt đẫm mồ hôi như Rachel. Rachel đã trông chờ gặp nóng, nhưng không ngờ khí trời ẩm ướt đến vậy. Texas thì thường được coi là khô ráo, đất nâu và bằng phẳng. Houston bằng phẳng nhưng xanh và ẩm ướt. Rachel liếc mắt xuống cành hoa hồng đơn độc đang cầm trong tay. Mấy cánh hoa như nhung đã rủ xuống vì trời nóng. Cô đã mua nó ở xe bán hoa tại phi cảng liên lục địa Houston, ngay sau khi từ California đến chiều hôm qua. Cô đã muốn đặt bông hồng ấy lên quan tài Dean để biểu tượng tình yêu thương của cô đối với ông. Thế nhưng cô đã e ngại không dám làm cử chỉ đơn giản ấy. Tối hôm qua, cô đã đến nhà tổ chức lễ tang, nhưng không có can đảm vào nhà. Sợ phản ứng của gia đình, sinh chuyện gây gổ. Và hôm nay, khi gia đình làm lễ tang cho Dean trong nhà thờ, cô đã ngồi ngoài, trong lòng lại muốn vào dự, nhưng cảm thấy một cách lạ kỳ là mình không trong sạch để dự lễ. Cuối cùng, cô đã đi theo đoàn xe đưa đám gồm những chiếc Lincoln, Mercedes, Rolls và Cadillac đến nghĩa trang ở gian thành phố. Cô nghĩ đi nghĩ lại hoài rằng, nếu không có cô thư ký của ông gọi dây nói cho cô hay, thì đã không có ai báo cho cô tin Dean tử nạn. Và có thể cô chỉ biết được sau nhiều ngày
nhiều tuần hay nhiều tháng. Cô đã thử bày tỏ lòng biết ơn với bà Anderson, nhưng cảm thấy bà ta lúng túng và không thoải mái với cô tại đám tang. Bất công thật, cô cũng thương yêu Dean vậy, chắc gia đình ông cũng hiểu được rằng cô muốn chia buồn với họ về nỗi mất mát chung. Cô không được hưởng bao nhiêu về ông, mà họ thì được quá nhiều. Cô sẽ đặt chiếc hoa hồng lên quan tài, cô không quan tâm đến họ nghĩ thế nào. Không để cho mình có dịp nghỉ lui, cô rảo bước trên con đường hẹp nằm lọt giữa hai hàng mộ. Đôi giày đế thấp của cô lúng trong thảm cỏ dày. Trong khi cô đi xuyên qua các bóng râm lốm đốm của các tàn cây sồi cao vút đứng canh gác các người chết. Làm như cô đang đi trong một khoảng chân không, bao bọc trong nỗi buồn đau vô tri vô giác, không nghe không thấy những cảnh vật và tiếng động ở chung quanh. Tuy nhiên, mặc dù đau khổ, Rachel vẫn ý thức được sự mỉa mai của hoàn cảnh này. Vì khi ông sống, cô chỉ được hưởng một ít mảnh vụn của đời ông, thì nay cô chỉ được phép giữ một phần nhỏ và lúc chết của ông cũng là phải thôi. Nhưng cũng như cô đã nguyền rủa sự bất công của việc trước, bây giờ cô khóc vì việc sau. Cô không làm gì được để thay đổi chuyện ấy. Dean là người duy nhất có quyền hành để làm thế, và ông đã chết. Quan tài đột ngột hiện ra trước mặt cô, bao phủ một lớp hoa hồng màu vàng như mặt trời. Rachel đứng dừng lại một bên và ngần ngừ đặt cành hoa hồng đã héo lên mặt quan tài. Đóa hoa trông đơn độc và không đúng chỗ quá đỗi, khiến cô muốn khóc. Rưng rưng lệ, cô liêm diêm mắt và vuốt mấy ngón tay lên cạnh quan tài để từ biệt rồi quay mặt đi. Khi ngẩng lên, cô thấy Abby đứng cách đó chỉ 5 thước, cao mày và bối rối nhìn chằm chằm vào cô. Trong nửa giây đồng hồ, Rachel định hấp tấp bỏ đi, như thể cô có tội. Cô chẳng có tội gì cả, vậy tại sao cô phải bỏ chạy? Thu hết lòng kiêu hãnh, Rachel ngẩng cao đầu lên thêm một chút và bước tới trước cùng lúc với Abby. Họ gặp nhau giữa khoảng cách. Abby lên tiếng trước. Cô là ai? Tôi quen cô không? Giọng nói của nàng hơi kéo dài như giọng miền Texas và giống Dean. Rachel để ý thấy cô cao hơn Abby cả 10 phân, nhưng không vì vậy mà thấy mình có ưu thế, chỉ lúng túng vụng về hơn mà thôi. Tôi là Rachel, Rachel Farr ở Los Angeles. Ở Los Angeles, mặt Abby càng cao lại nhiều hơn. Ba từ đó mới về. Tôi biết. Nhận thấy Abby hoàn toàn không có một ý niệm gì về thân thế của cô, Rachel đột nhiên cảm thấy cay đắng và tự ái bị tổn thương. Dean thường bảo rằng chúng ta rất giống nhau. Tôi cũng nghĩ vậy, về một mặt nào đó. Cô là ai? Abby hỏi lại. Tôi là con gái của ông. Abby co lại vì choáng váng và tức giận. Không thể có được chuyện ấy. Tôi là con gái của ông, con gái duy nhất của ông. Không, cô là... Song Abby đã không muốn nghe nữa lời nói dối phi lý của cô. Tôi không biết cô là ai và đến đây làm gì. Nàng tuyên bố, cố nén giận để hạ thấp giọng. Nhưng nếu cô không đi ngay bây giờ, ngay phút này, tôi sẽ cho người ném cô ra khỏi nghĩa trang. Gần như không còn trông thấy gì vì nước mắt chảy ròng ròng. Rachel giọt khỏi mộ huyệt, sải hai chân dài đi ra ngoài thật nhanh. Cô ước chi đừng đến giữa đám tang. Cô đã làm một điều sai lầm, một sai lầm khủng khiếp. Cô đã trông đợi Abby phản ứng ra sao khi gặp cô. Cô đã nghĩ Abby sẽ giăng hai tay ôm cô và đón cô như một người em gái đã lất. Đã lạc mất từ lâu chăng? Dù sao, chỉ là chị em khác mẹ. Cô đã hy vọng được Abby mời về nhà chăng? Không, chuyện đó mới là đáng sợ. Cô không tưởng tượng được có gì khó chịu hơn những kết cục do Abby giành được khi cưỡi những con ngựa của Dean giữa các cuộc thi ngựa đẹp. Đã từ lâu, Rachel bắt đầu lui tới thư viện công Los Angeles, đọc các báo ảnh và nhật báo ngoài thành phố
để thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về người cha mà cô ít khi gặp. Ông ta làm gì khi ở xa cô? Ông ở đâu? Ông sống như thế nào? Trong nhiều năm qua, Riverbend được làm phóng sự và đăng trên một số báo ảnh. Phần lớn những tờ viết về loài ngựa Ả Rập và cả một vài tờ thuộc loại dành cho xã hội thượng lưu. Dean ít khi nhắc đến tờ nào với cô, nhưng trong nhiều tờ, cô đã thấy quá nhiều ảnh của Abby cưỡi một con ngựa Ả Rập lộng lẫy, trong khi Dean đứng ở đầu ngựa với vẻ mặt tự hào. Cô đã thấy các hình chụp tòa nhà từ thời Victoria của gia đình ông và các ảnh chụp các kiểu áo thời trang đắt tiền của vợ ông và cô con gái chính thức khi họ dự các buổi liên hoan và vũ linh đình của họ. Cô đã đọc biết các bài viết về lễ ra mắt chính thức của Abby trong các mục xã hội thượng lưu của các nhật báo ở Houston. Cô đã không muốn nhìn các hình chụp này. Abby đẹp kinh hồn trong chiếc áo dạ hội trắng tinh đang khiêu vũ với Dean trong một buổi dạ vũ ra mắt xã hội thượng lưu. Abby đẹp và gan dạ quá đỗi và giống cô quá đỗi khiến cô đau lòng. Cô đã không thể chịu đựng nổi ý nghĩ nghe kể về những cuộc du lịch của Abby với Dean sang Anh, châu Âu và vùng Trung Đông. Cô chưa đi với Dean đến đâu cả, ngoại trừ Disneyland và đảo Catalina. Suốt đời, lòng cô tràn ngập ganh tị vì biết Abby luôn có Dean bên cạnh. Ông có mặt để tấn chặn vào giường nàng mỗi tối. Ông có mặt trong mỗi kỳ nghỉ lễ, mỗi sáng ngày lễ Giáng sinh khi nàng thức dậy. Ông có mặt trong mỗi dịp quan trọng, từ các buổi biểu diễn dương cầm cho đến lễ tốt nghiệp. Nhưng Rachel thì may lắm mới được gặp ông một năm bốn lần, nhất là từ sau khi mẹ cô qua đời. Rõ ràng, ông đã muốn ở gần ai hơn, đã yêu ai nhiều hơn. Cô ngờ rằng cô chỉ là một gánh nặng cho ông, làm ông bối rối, một sự rắc rối mà ông không muốn. Cô đã tưởng là quên hết tất cả những nỗi đau đớn cay đắng ấy. Sau khi tốt nghiệp UCLA, cô đã cố thử gây dựng một đời sống cho riêng cô không cần có ông. Cô đã có việc làm tốt và đầy hứa hẹn là họa sĩ thương mại của một hãng quảng cáo lớn ở Los Angeles. Nhưng hôm nay, tất cả các vết thương cũ đều chảy máu và nỗi đau đớn ăn sâu, sâu hơn trước nhiều. Cô dừng bước, cô nhận ra phương hướng và chỗ đậu chiếc xe mướn. Đúng lúc cô vừa trông thấy chiếc xe Firebird màu vàng đồng, một chiếc xe hơi nhà màu đen dài tấp vào sát bờ đất bên con đường mòn của nghĩa trang và đậu lại vào chỗ trống sau xe cô. Một người tài xế mặc sắc phục nhảy ra và mở cửa sau xe. Rachel lơ đễnh nhìn người đàn ông tóc bạc đang bước xuống xe. Ông ta nói gì với tài xế rồi bước đi về phía Rachel và mộ địa sau lưng cô. Nét mặt của ông nhắc Rachel nhớ đến Dean. Ông ta khoảng 55 tuổi, ngang với Dean. Nàng tự hỏi, mắt ông ta có nhăn ở đuôi như Dean chăng khi mỉm cười? Một lát sau, cô thấy có, khi ông để ý thấy cô và mỉm cười ngay. Cô mạnh khỏe không? Câu hỏi có ý nghĩa gì giọng nói nồng nhiệt, chân thành, chứ không phải là một câu chào cho có lệ. Rachel sửng sốt thấy mình bắt tay ông. Cô mạnh khỏe không? Dạ mạnh, cảm ơn ông. Cô vội vàng chừa một giọt nước mắt trên má và chắc rằng mặt cô trông rất xấu xí với đôi mắt sưng húp và đỏ ngầu. Nhưng vẻ mặt đầy tử tế của ông cho cô biết ông là người hào hoa phong nhã nên chẳng có để ý gì đến chuyện đó. Lễ hạ quyệt xong rồi à? Tôi tiếc đã đến trễ. Nhưng tôi... Ông dừng lại, mặt thoáng cao lại. Xin lỗi cô, nhưng cô không phải là Abby, phải không? Không, không phải. Rachel muốn chết khi để ý thấy ông bất giác thụt lùi ra xa cô. Cô không hề làm gì sai trái, thế nhưng cô không làm sao tránh khỏi có cảm nghĩ là mình có lỗi. Run rẩy vì một nỗi khổ đau khác, Rachel quay mặt định bỏ đi. Hãy chờ chút. Cô ắt là con gái của Caroline. Cô dừng lại, rưng rưng nước mắt vì biết ơn. Sau rốt đã có người nhận ra cô, một người có thể hiểu được sự đau buồn sâu sắc của cô trước sự mất mát. Cô ngần ngừ quay lại đối diện ông. Ông đã quen mẹ tôi sao? Phải.
Ông mỉm cười thông cảm, làm những nếp nhăn hiện ra ở đôi mắt. Tên cô là Rachel, phải không? Dân, lần đầu tiên từ mấy ngày nay cô mỉm cười. Tôi rất tiếc, cô nói, lắc lắc đầu, cảm động quá không nói được nhiều hơn. Tên ông là gì? Xin lỗi, tôi tưởng cô biết tôi. Tên tôi là Len Canfield. Ông Canfield, dân, Điền thường nhắc đến ông, coi trọng ông lắm. Có người bảo rằng Len Canfield làm chủ một nửa vùng Texas, nửa còn lại không đáng để bỏ tiền mua. Theo những bài báo Rachel đã đọc trước đây, tài sản của ông bao la và rất đa dạng, bao gồm từ những công trình phát triển địa ốc, đến những khách sạn sang trọng và những nhà máy quá giàu vĩ đại. Các bài báo không mấy khi có anh kèm theo. Rachel hình như nhớ đã nghe người ta nói rằng Len Canfield tránh quảng cáo cá nhân. Nói thật ra, chúng tôi đều trọng nhau. Dean là người lỗi lạc và là bạn trung thực, nhiều người sẽ nhớ ông. Dân à, cô cúi đầu vì lời nói của ông khơi lại nỗi thương tâm. Ông dịu dàng đổi qua đề tài ít xúc động hơn. Cô vẫn còn ở Los Angeles chứ? Dân, ba tôi vừa đến thăm tôi. Chuyến bay trở về của ông bị chậm. Ông về trễ nên vội vàng về nhà. Dạ. Dạ, tai nạn đã xảy ra. Hấp tấp về nhà với Abby, đứa con gái ông yêu. Cơ Houston lâu không? Có lẽ chúng ta có thể ăn trưa hay ăn tối cùng nhau một bữa. Tôi nghĩ rằng Dean có lẽ cũng thích vậy. Cô nghĩ thế nào? Ông không cần phải mời như vậy. Cô không muốn ai xem là một bổn phận, một nghĩa vụ phải tử tế với cô. Không có cái gì buộc tôi phải làm. Tôi muốn mời cô. Cô ở khách sạn nào? Khách sạn Holiday Inn gần Astro. Rachel đáp. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô sáng mai, sau khi tôi xem lại chương trình của tôi. Dạ được. Sau khi từ giả, Len lui lại một lát để nhìn theo người phụ nữ trẻ trung đang bước đi. Hai cha con rất giống nhau. Cô cao và mảnh vẻ giống cha, cũng mái tóc dài màu nâu và đôi mắt xanh khó tin là có thật. Đa cảm và yếu đuối. Phải, cô ta rất giống Dean. Quý thính giả thân mến, Chị Em Thù Hận tập 1 sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.